chào mừng các bạn đến với chống diễn biến hòa bình các bạn thân mến đừng nhìn vào mấy cái thứ đa nguyên đa đảng bát nháo mà vội ca lên ầm ĩ rồi mơ rồi mộng trước khi chọn lựa nên sống ở đâu chỉ cần suy xét cho kỹ chính quyền nào phục vụ cho quyền lợi của đại đa số dân chúng tôi nói đại đa số vì vẫn còn một thiểu số đã không làm mà còn phá thì nhà nước không thể bảo vệ quyền lợi của đám này được chống diễn biến hòa bình giới thiệu đến các bạn bài viết của phạm tiến khoa độc đảng và đa đảng nhiều người cứ nói nước nào thể chế đa đảng mới có dân chủ thật là bé cái lầm tôi thì chẳng phải triết gia chẳng biết lý luận marxist leninist như thế nào tôi cứ suy nghĩ bằng sự cảm nhận của một người công nhân song cũng chẳng vì cái trình độ thấp kém mà không dám luận bàn một chút về đa nguyên đa đảng ừ thì cứ cho Việt Nam ta bây giờ có năm đảng, 10 đảng như ai để cho người ta trông vào mà trầm trồ khen rằng chao ôi sao mà nước Việt nó dân chủ thế. Nhưng rồi giống như các hành trình của thời Trung cổ, tứ mã phanh thay, con người nằm dưới đất, đó là tổ quốc, đó là nhân dân bị bốn con ngựa kéo về bốn phía xé thành từng mảnh. Ai đau, tổ quốc đau, nhân dân đau chứ còn ai vào đây nữa? Ừ, cũng là ba bốn đảng đó, quan trọng là coi tôn chỉ mục đích của mỗi đảng thế nào. Năm 1930, Đảng Cộng sản với tôn chỉ mục đích là đánh đổ đế quốc và phong kiến, sau đó có thêm Đảng dân chủ và Đảng xã hội. Một đảng thì vận động trí thức, một đảng thì vận động thương gia, cùng chung một mục đích là đánh đổ phong kiến và đế quốc. Sau khi lật đổ chế độ phong kiến đánh đuổi quân pháp xâm lược đảng dân chủ và đảng xã hội tuyên bố đã hoàn thành sứ mệnh vậy là tuy ba mà một đến giai đoạn đánh đuổi quân mỹ xâm lược và bòn tay sai ở miền nam chẳng có đảng nào đứng ra gánh vác cùng đảng cộng sản và chính những người cộng sản đã tổ chức và lãnh đạo cuộc kháng chiến chống mỹ cứu nước thành công thống nhất được giang sơn giả thử có một hai đảng nào đó cùng chung một mục đích như vậy thì cần gì phải có quân anh quân tôi nữa nhập hết lại thành ra quân của chúng ta khi nước nhà đã được thống nhất đảng cộng sản với tôn trị của dân do dân vì dân và đặt mục tiêu rõ ràng về bức tranh xã hội Việt Nam đến năm 2030 và 2045. Thế là dân biết, dân bàn, dân kiểm tra và dân thụ hưởng. Đó mới là dân chủ, một trạng thái dân chủ mà các nước vỗ ngực tự xưng là nước dân chủ sẽ không bao giờ có được nếu chính quyền không về tay nhân dân. Rồi cuộc chiến tranh Tây Nam, chiến tranh biên giới phía Bắc, lực lượng nào đứng ra bảo vệ bờ cõi, rồi biển Đông nữa, lực lượng nào gian tay giữ. Nếu không phải đảng Cộng sản thì có lực lượng nào dám tổ chức lực lượng để chiến đấu không? Đã không làm được thì đừng đòi hỏi gì. Tôi đã có bài bàn về dân chủ với tiền đề lật úp ấp lệch. Chắc các bạn không nhớ đâu. Ta quan sát cái nước đề cao dân chủ nhân quyền nhất trên thế giới hiện nay, nước Mỹ, để coi hai đảng thay nhau cầm quyền ở nước Mỹ như thế nào. Đảng nào thì cũng lo sao để các nhà tài phiệt đang chống lưng cho họ thì đảng đó mới đứng vững. Tỷ như đảng Cộng Hòa đại diện cho các tập đoàn công nghiệp, thế là khi lên nắm quyền thì rút chân ngay ra khỏi thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu. Vì sao vậy? Vì mỗi năm nước Mỹ phải thải lên không chung 5 tấn, tỷ tấn carbon dioxide để đạt được tiêu chí như thỏa thuận thì các nhà công nghiệp phải đầu tư ối tiền để cải tiến công nghệ, đương nhiên sẽ làm cho lợi nhuận của họ bị giảm. Ngoài ra anh Cộng Hòa đang tích cực khai thác nhiên liệu hóa thạch, chẳng lẽ lại phải giảm sản lượng. Và vì sao nữa, đảng Dân Chủ ra đạo luật hạn chế súng đạn vì hàng năm dân Mỹ chết vì bắn giết nhau nhiều quá, Xong làm thế là đụng chạm đến thành viên của đảng Cộng Hòa rồi. Anh Cộng Hòa tuyên bố dẹp, dẹp hết, sống chết mặt bay, tiền thì các ông lái súng bỏ túi. Ông Cộng Hòa bảo nước Mỹ trên hết nên hạn chế nhập cư. Ông dân chủ lên thì mở toan cửa ra ai muốn vào thì vào. Xong phải nhớ đây là ơn mưa móc của dân chủ. Nhớ bỏ phiếu cho ai đã mời mình vào. Biết điều thì bỏ phiếu cho ứng viên dân chủ vào năm 2024 nghe không? Cộng hòa bảo không cần mang khẩu trang, không cần giãn cách vì làm vậy sẽ ảnh hưởng đến túi tiền của các nhà tài phiệt công nghiệp. Bên dân chủ bèn chống lại, thế là ai chết thì cứ chết. Nước giàu nhất, mạnh nhất về y tế, nước đề cao dân chủ nhân quyền nhất lại là nước đứng đầu thế giới về số ca nhiễm và số ca tử vong vì Covid-19. Cho nên Đừng nhìn vào mấy cái thứ đa nguyên đa đảng, bác nháo mà vội ca lên ẩm ĩ rồi mơ rồi mộng trước khi chọn lựa nên sống ở đâu chỉ cần suy xét cho kỹ chính quyền nào phục vụ cho quyền lợi của đại đa số dân chúng tôi nói đại đa số vì vẫn còn nhiều thiểu số đang không làm mà còn phá thì nhà nước không thể bảo vệ quyền lợi của đám này được